nghèo, tôi giàu á, chưa chắc nào hơn tôi à. Làm gì dữ vậy? Sống mà đời lên voi xuống chó mấy hồi, thấy không? Giàu hơn ai? Giàu hai mày đặt chảnh đó. Bé À, Út. bé Út khỏe không? chàng ơi, trời đất quỷ thần ơi. Bé Ừ, chào. gánh chè đó bán hay không? Chứ không lẽ gánh chè đã cúng? Thì ngày nào cũng như ngày nấy mà. Ừ. Bé ơi, biết sao không? Tao nói Út ngồi chơi. hồi 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 sáng này nè, ông Mười á, ông thử cái Romine. Cái Romine nói nào nghe mới mua. Trời ơi, tao nói mua tới tận ở tao nói ở Sài Gòn á. Chú cha ơi, nó sáng đẹp ghê. Rồi ông thử coi nó có mạnh không. Rồi cái ông xịt cây tưới nước rồi ai về nó tràn lan qua đây. Thôi đừng có giận nghe. Nói thiệt với Út á, Út á nha, còn biết điều á nha, tình làng nghĩa xóm Út còn hiểu, còn biết nha. Chứ thằng cha Mười tao nói thiệt á, chơi không vô. Khi mà con người ta ngộ lắm, con người ta mà nó phất lên, nó giàu lên, nó quên hết cái tình làng nghĩa xóm, cái tình bạn khi xưa. Út có nhớ không? Tụi mình Sao mà, quên được? tụi mình hồi lúc còn nhỏ với nhau, Ui thấy không? Tắm sông với ui nhau, lúc mà 14, 15 tuổi đó, Út nhớ không? sao Đó, quên được? một cái mận mà bẻ ra làm ba, mà ba đứa cùng ăn mà, Út nhớ không? Sao quên được? Trời ơi, mà lúc đó là coi như là bé ham ăn lắm ấy nha, mà bé nhường hết cho tôi đúng không? Tôi còn nhớ Là mà. tại vì sao? Tôi nói thiệt, bây giờ tôi mới nói Út mới nghe nha. Lúc đó tôi yêu Út á. Trời ơi, 13, 14 tôi biết yêu gì chăng? Thì tôi không biết, mà tại tôi yêu là tôi yêu à. Mà tôi nói thiệt á, Út chê tôi lúc mà 20 tuổi á, cái Út nói tôi lùn, tôi xấu. Thằng cha Mười, thằng cha giàu có hơn tôi, có tiền, có đất đai, thằng cha cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, gì phải không? Trời ơi là trời, tại vì lúc đó đó anh bé đó dịu dàng hơn, ăn cái gì cũng nhường cho tôi đó, thành ra là tôi thích hơn. Trời, ông Mười ông cọc cằn chứ mình chút xíu tuổi mà biết thương yêu gì cha. Trời, nhưng mà nói thiệt với anh bé nha, tôi mà lấy anh bây giờ cuộc đời tôi cũng mệt mỏi lắm á cha. Ê, xin lỗi Út nha. Út nói mệt mỏi là sao? Ý Út nói tôi là sao? Tôi là cái thằng đàn ông không ra gì hả? Phải không? Tôi biết, tôi hiểu liền. Ý của Út nói là, ý Út muốn nói là tôi một cái thằng đàn ông không bằng thằng đàn ông chồng của Út, cái gì phải không? Xin lỗi Út nha. Út nhìn Phải. kỹ lại tôi đi, nhìn kỹ là tôi rất hãnh diện về thằng đàn ông của tôi nghe. Út nhìn kỹ là đi nha. Út nhìn kỹ thế giới đi, có nhìn ra thế giới không? Chuyên viên cắt tóc, chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên thời trang, thậm chí Út thấy dàn tranh của tôi đầu bếp nói ăn á, ai? Đàn ông, đàn ông thấy chưa? Đàn ông làm không là những cái chuyện gì lặt vặt nhỏ nhặt trong gia đình, đàn ông làm hết. Đàn ông giỏi mà, giỏi có tiếng thế giới Tôi biết mà. rồi, mấy cái môn gia chánh bây giờ là đàn ông giỏi, đừng có ai nói gì Thì đâu. tôi cũng trong cái dạng đàn ông đó. Một mình tôi một thân, ba mẹ tôi, cha mẹ Bắt tôi đầu mất cao sớm, cẩm á. cha mẹ tôi mất sớm, một mình tôi phải nuôi bốn đứa Bốn em đứa tôi, em, đúng rồi đúng đó, không? tiếp tôi có Tôi bài nuôi liền bốn đứa em đó. tôi. Đây, bây giờ hai thằng em trai đang vô đại học, cũng có công ăn việc làm đàng hoàng ha, đang đang vừa đi học vừa đi làm ha, cũng có đồng vô đồng ra nuôi bản thân nó được nha. Một thằng em bây giờ đang chuẩn bị vô trung học, còn một đứa em Út đang 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 học tiểu học đó. Có thằng đàn ông nào như tôi không? Một thằng đàn ông có trách nhiệm phải thay thế cha mẹ tôi, nuôi bốn đứa em tôi, vừa làm cha thay thế một người cha nghiêm khắc trong gia đình, dạy dỗ cho bốn đứa em mình nó nên thân, nên hình, nên người, nên nhân, thấy chưa? Còn một có đôi lúc tôi phải mềm mỏng, tôi phải dịu dàng, tôi phải mỏng mỉm như một người mẹ, tôi phải chăm sóc cho em tôi từng miếng cháo, từng miếng rau, từng miếng cơm. Thậm chí em tôi nó bệnh, tôi phải thay thế mẹ tôi lo thuốc men cho nó, khuấy sữa cho em tôi. Có thằng đàn ông nào như tôi không? Ông thấy có thằng đàn ông nào như tôi không? Tôi phải hãnh diện về tôi chứ, tôi phải hãnh diện về tôi chứ. Vừa là một người thằng đàn ông khỏe mạnh, bây giờ trở thành một người đàn bà mẫm mỉm. Anh bé nói hết chưa? Hết rồi đó, có Tôi gì trời biết Út hiểu. rồi, tôi hiểu rồi. Từ một thằng đàn ông mạnh khỏe giờ trở thành người mẹ, đúng không? Ai là không hiểu chuyện đó. Mà tôi muốn nói chuyện khác kìa. Chuyện khác chuyện gì? Ai là không biết là Út là giỏi giang, là Út hy sinh hết cuộc đời Út cho mấy đứa em, Rồi. bây giờ nó thành danh thành tài đúng không? Ừ. Là vậy.
ai là không biết là tụi mình hồi nhỏ chơi chung với nhau, rồi bán cánh chè này cũng mấy chục năm rồi, đúng không? Từ khi nhà tôi là còn nhà lá, mà giờ lên thành cái nhà cao cửa rộng dày sao tôi không biết, đúng không? Biết điều đó hay đó, phải nhớ cái gốc, cái nguồn, cái ngọn, cái nguồn của mình lúc còn nghèo ha, còn nghèo đó, cái đó hay. Ai cũng quên, nhưng mà nói chuyện khác. Khác là chuyện gì? Cái chuyện này nó cũng tế nhị, nó khó nói lắm mà không nói ra cũng không hiểu. Bé không có hiểu ớt mình đang bị đầy dày nè. Mình á, đàn ông á thì mình cứ mặc đồ đàn ông đi, đúng không? Chứ mình mà cứ mặc đồ phụ nữ thì chi? Trời, tôi nói thiệt với bé, không phải một mình tôi sợ đâu, mà cả xóm thì sợ á. Trời ơi, nhiều khi nhìn bé, tôi nói thiệt như bé chậu béo giống ai trơn á. Trời ơi, mùi chồng Tuấn cười hoài à, mà thương, cười là cười thương chứ không phải là cười ghét đó. Rồi hỏi gì chi, mình cũng đâu có xấu xí gì đâu, lùn thì lùn thiệt nhưng mà bé đâu có xấu đâu, tóc tai mình đội tóc giả làm chi đó.